Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mới đây thì Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện trên sóng livestream để quảng bá cho một bộ phim điện ảnh mà cô đóng vai trò là diễn viên lồng tiếng. Và xuất hiện trong sự kiện này thì người đẹp ăn mặc vô cùng long trọng và lộng lẫy. Tuy nhiên thì những hình của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện đã nhận được nhiều bàn tán từ phía netizen. Nhiều lời bình luận đùa vui rằng ekip đã quên mất việc đánh sáng hay không nhớ mở phần mềm để khách mời trông xinh xắn hơn, nhưng cũng nhờ đó, khán giả có thể thấy được vẻ đẹp thật sự của Triệu Lệ Dĩnh. Nhờ vào thiết kế của bộ trang phục, nữ nghệ sĩ dễ dàng khoe xương quai xanh gợi cảm và thu hút của mình. Nhiều ý kiến cho rằng trông cô trưởng thành hơn rất nhiều qua bộ váy áo này. Tuy nhiên thì có cư dân mạng cho rằng thần thái của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi livestream này không tốt. Nếu studio tung loạt ảnh ngọt ngào thì đến với livestream cô trông mệt mỏi và kém sắc. Một số người hâm mộ của cô cũng lên tiếng nói rằng nữ diễn viên nên biết cách chăm sóc đến da dẻ của mình hơn, tìm kiếm những phương thức chăm sóc hiệu quả để duy trì trạng thái tốt nhất, tránh lộ dấu hiệu của tuổi tác, cũng như là để nếp nhăn bên hai cánh mũi hiện ra quá rõ rệt. Thậm chí có fan nói rằng trạng thái gần đây của cô khá tệ. Dườm của sự kiện hoành tráng mang tên Đêm Wipo diễn ra vào ngày 28 tháng 2 vẫn còn. Trên mạng xã hội thì nhiều netizen tiếp tục mổ xẻ loạt khoảnh khắc ấn tượng của dàn sao Hoa ngữ. Lần này, Địch Lệ Nhật Ba trở thành nhân vật rơi vào tầm ngắm của netizen chỉ vì hình ảnh tưởng chừng như rất vui vẻ và thoải mái bên Lý Hiện. Các fan xăm soi thái độ của cô nàng khi ở bên đồng nghiệp điển trai, cùng với đó lật lại hình ảnh gây tranh cãi giữa Nhật Ba và người tình tin đồn Hoàng Cảnh Du. Cùng nhau lên sân khấu nhận giải thưởng, Địch Lệ Nhật Ba và Lý Hiện khiến fan cười té ghế khi cả hai được so sánh như dân anh chị chuẩn bị đi đánh tới nơi. Hai nghệ sĩ đều hùng hổ tiến lên sân khấu, phong thái khác xa với hình ảnh nhẹ nhàng lịch sự mà nhiều người tưởng tượng. Không chỉ vậy, khi bước lên bậc tam cấp, trong khi Lý Hiện có ý đưa tay đỡ cô nàng, Nhật Ba lại tỏ ý không cần, tự mình xách váy. Cô nàng tỏ ra vô cùng độc lập, không cần dựa dẫm vào sự giúp đỡ của nam đồng nghiệp ga lăng. Vậy nhưng trái lại, khi ở bên Hoàng Cảnh Du, cô nàng lại có thái độ cư xử hoàn toàn khác hẳn. Dân tình từng soi được hình ảnh Nhiệt Ba nép chặt vào người Hoàng Cảnh Du trong hậu trường ghi hình, vừa đi vừa nói cười trò chuyện rôm rả, phong thái dịu dàng e lệ như một cô gái đang đắm say trên tình yêu, được sát cánh bên bạn trai của Nhiệt Ba khiến các fan nghi ngờ cả hai là một cặp. Phản ứng trái ngược này của Địch Lệ Nhật Ba nhận được rất nhiều ý kiến của netizen. Vậy là đã rõ ràng rồi còn gì, cô ấy chỉ coi Lý Hiện là đồng nghiệp, cùng lắm là bạn bè thôi. Tính cách người con gái khi yêu đúng là có sự thay đổi, ai soi được tôi cũng thấy giỏi đó, nhưng đúng là có lý thật. Trên những tin đồn tình ái trong giới, cả Địch Lệ Nhật Ba lẫn Hoàng Cảnh Du đều không chịu lên tiếng và điều này khiến các fan cực kỳ phẫn nộ và bất mãn. Thậm chí nhiều fan tuyên bố sẽ rời khỏi fandom nếu như Nhật Ba không có động thái rõ ràng.